Anh Châu Thành Nghị, nhà ở khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, có 4 người con đang tuổi ăn tuổi lớn. Trước đây khi chưa bệnh, anh Nghị đi làm thuê, còn vợ anh chị Trần Thị Ngọc đi mua ve chai. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng vợ chồng anh chị luôn cố gắng chăm lo cho các con đến trường. Nhưng vào đầu năm 2021, anh Nghị cảm thấy khó thở, việc ăn uống cũng rất khó khăn. Lên bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh thăm khám thì bác sĩ cho biết anh đã bị ung thư dòm họng, phải chữa trị dài ngày. Em chào anh chị. Em đến từ chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em đến để thăm sức khỏe của anh. Sức khỏe của anh dạo này nó có đỡ không chị? Thì dạo này anh cũng yếu lắm. Nói chung là anh đi tùy tiện, nhiều khi anh toàn đi ra nhà thôi. Nhiều khi thật đêm ngủ cũng đi từ đây đưa cho ông cái bô thì ông không có chịu đi. Mà khi mà ông đi thì ông cứ đi, ông lưới từ đây lưới vô tới nhà tắm. Tức là cái tình trạng nặng đó, như là ông bị ung thư vừa tai biến. Ông bị tai biến nữa nên là cái trí nhớ của ông giờ hiện tại không có hô như người ta. Tâm trạng của ông cái gì cũng giống như đứa nít ấy. Có nghĩa là anh bị tai biến. Đúng rồi, vừa ung thư vừa tai biến. Nhưng mà hai cái bệnh đó thì tai biến trước hay là ung thư mình phát bệnh trước ạ? Ông tai biến từ trước tới giờ là ông tai biến, không là ông bị ung thư nữa. Anh tai biến bao nhiêu năm rồi? Ông tai biến từ lúc mà ông 40 mấy tuổi ông đã tai biến rồi. Tai biến nhưng mà ông tai biến nhẹ, ông vẫn còn đi làm được. Thì chị lại mang bầu bé thứ ba này. Thứ tư này, thì chị sắp sanh. Đến lúc mà chị sắp chở chị đi sanh, thì ở nhà ông dùng méo hết miệng đi. Thì bà là người no cho ông. Chị sắp chở đi, thì chị đệ đi có một mình, không ai đi chung với chị. Thành lúc đó là đau lắm vậy thôi. Thì ra chị đón cái taxi, thì đi có một mình, thì mới gọi cho đứa cháu, thì nó cũng mới có 16 tuổi. Cháu gái ở gần đây này, chị mới về thôi. Cháu đi cùng với dì đi, chứ giờ không có ai làm giấy tờ cho dì nhập viện. Bắt đầu sanh về nhà, ông cứ kêu là ông nổi những cái hộp ở trong này, ông không ăn được, ông không nuốt được. Đến lúc đó thì chị đang có em bé thì mới sanh đi, không có đưa ông đi khám được. Thì kêu ông chứ hay là cứ đi ra chỗ khám tư nhân này nè, khám coi. Thì người ta cũng cứ kêu viêm họng hạt rồi người ta bán thuốc cho uống. Uống thì nó cũng không đỡ. Lúc đó là thằng bé mới được có 5 tháng, gửi bà chị gái đưa ông đi khám thì người ta kêu là nó đã ung thư mà giai đoạn cuối rồi. Mới khổ thân thì lúc đó lại không có tiền mới sanh nữa, đâu có tiền. Sau khi mà ảnh người ta chẩn đoán là ảnh bị ung thư vòm họng như vậy ấy, thì mình có điều trị ở trên bệnh viện thời gian sao không vậy? Có điều trị trên bệnh viện là có hóa trị được 6 liều. Rồi cuối cùng nhà gia đình là tức là cũng không có chạy được nữa. Thì 6 liều thì không có chạy vại được nữa thì thôi thì bệnh viện, xin bệnh viện là nó cho về. Từ hồi đó tới giờ là không có đi tay khám không gì hết. Tức là chỉ có 6 liều bệnh viện kêu là thôi thì tại vì ông tai biến. Nếu mà vô nặng nữa thì ông không chịu, ông đứt mạch máu, ông sẽ chết. Bác sĩ kêu là ông càng vô thì người nó càng sút, cứ sút đi. Còn 30 mấy ký nó không có sức khỏe để mà điều trị tiếp. Thì hiện nay là giống như nãy chị nói là anh bây giờ ăn uống không nói được, không ông ăn uống được. Nhưng mà ăn uống thì bây giờ ăn uống thì cũng ăn được, nhưng mà mỗi cái là không có nói được. Tức là cái tình trạng mà anh không nói được lâu chưa chị? Thì lâu rồi, được ông bị sưng cái này là ông không nói được luôn. Rồi là chị chăm sóc vậy thôi chứ cũng không có đi thuốc thang gì nữa. Đúng rồi. Đi một mình là vừa chạy đi mua chai chai rồi vừa về chọn dẹp rồi no cho ông, nhiều khi cũng không có thời gian nữa. Tức là ngoài cái tình trạng mà anh yếu dần đi thì có lúc nào mà anh có phải trải qua những cái đợt đau đớn hay như thế nào tại vì... thì như thế nào ạ? Đau mà ông không ăn được. Cái lúc đấy thì chỉ có thuốc, có nhà thuốc giảm đau, bác sĩ cho thuốc giảm đau. Rồi, còn đêm thì sao ạ? Đêm anh có ngủ được đêm không ạ? Đêm thì không có ngủ được, toàn xài thuốc ngủ. Đêm nào bà cũng đưa cho cái thuốc ngủ, thuốc an thần đó mà uống. Nhưng mà đêm vừa rồi là ông chằn chọc cả đêm, ông không ngủ được. Căn bệnh khiến anh Nghị hiện giờ không thể nói chuyện được. Phần lớn sinh hoạt đều nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. Các con của anh tuổi còn nhỏ nhưng sớm hiểu được bệnh tình của cha, nên một buổi các cháu đi học
một buổi về nhà phụ mẹ chăm sóc cha. Đứa con lớn thì đi phụ việc cho các hàng quán kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Gia đình anh Nghị là hộ nghèo ở địa phương. Cuộc sống trước đây vốn đã khó khăn. Và từ ngày anh bị bệnh, 7 thành viên trong nhà gồm vợ chồng anh cùng 4 con nhỏ và người mẹ già năm nay đã 80 tuổi, chỉ nhờ vào thu nhập từ xe phế liệu của chị Ngọc. Mà công việc đi mua phế liệu bữa có nhiều, bữa ít. Có bữa mưa gió, chị Ngọc mua được vài món đồ nhỏ. Vậy nên tiền trang trải cuộc sống ngày thường đã chất giả. Có một số tiền để đưa anh đi bệnh viện thăm khám, điều trị bệnh, quả thật khó khăn. Con của mình thì đã có mấy người con vậy hả? 4 người, đứa lớn nhất thì 18 tuổi, đang học lớp 12. Thì bé cũng tính học nên tới đại học. Thì chị cũng cứ thôi, nhà mình nghèo lắm thì con đi làm phụ mẹ đi. Chứ mẹ không có khả năng. Con nó muốn học nghề gì chị? Nó đang học, vừa học chữ vừa học nghề, nó học bên điện. À, tức là con nó cũng đã định hướng là cũng đã đi học điện rồi à. Học lâu chưa chị hả? Nó học này năm nay nó tốt nghiệp đấy. Ồ, vậy thì cũng có thể phụ mẹ đi làm được. Nhưng mà con thì lại muốn là học đại học. Đúng rồi, đang muốn là học thêm lên đại học. Vậy là con nó cũng sợ, có chí quá chị ha. Thôi. Dạ, thôi cố gắng động viên con. Nếu mà con nó có chí cố gắng vượt qua được như vậy thì mình hỗ trợ con. Còn các bé còn lại thì sao ạ? Bé còn lại thì nó hồi còn đẻ ra là nó đã bị bệnh. Có nhà người ta kêu là cái bệnh chậm phát triển trí tuệ. Thế này nó không biết cái gì hết, nó học coi là học 3 năm trời lớp 1. Bây giờ nó lên được tới lớp 8 rồi. Có đi khám cho con để mà coi con nó như thế nào không ạ? Không có tiền đi khám. Còn hai bé nhỏ thì bé này thì cũng học cũng chán lắm. Tức là 2 năm lớp 1 năm nay, 2 năm lớp 2. Vậy là chỉ có bé lớn nhà mình là chỉ sáng thông minh sáng dạ. Ngoài cái chuyện mà đi học như vậy thì các con có cảm nhận được cái vất vả của bố mẹ, con có phụ đỡ gì cho gia đình mình được không? Thằng lớn thì nó biết, còn mấy đứa này nó còn nhỏ quá nó không biết. Còn chị thì xưa giờ là mình vẫn đi buôn ve chai hả? Dạ, cái công việc đó nó mất nhiều thời gian không rồi? Tức là nó cũng không mất nhiều thời gian, tức là giờ chị không có đi đâu. Tức là chị có mối, người ta gọi điện là chị đi lấy cái chút nhán mà chị về thì còn nói việc nhà nữa. Rồi một mình chị vừa phải làm rồi vừa phải chăm sóc cho anh nữa. Rồi chị xoay sở sao không? Cũng xoay sở một mình thì cũng cứ tự mình ấy, mình cứ ráng lên thôi. Từ giờ chẳng biết là nhờ ai. Cũng chỉ mong là con cái nó lớn lên thì nó đỡ đần cho mình được tí nào. Chứ bây giờ thì một mình thì đúng là đuối lắm, nhưng mà cũng phải ráng thôi. Dạ. Thì thật nhiều đêm chỉ có nằm khóc thôi, giờ thì bệnh tật như vậy thì tiền lại không có nữa. Vậy thì thôi, cũng mong là sức khỏe của cả anh cũng ổn định, rồi chị cũng đỡ hơn hả chị ha? Để mà mình còn, chắc là cũng phải còn đồng hành với anh dài lắm, rồi các con còn nhỏ nữa. Rồi mong là gia đình mình vượt qua cái lúc khó khăn nhất hiện nay, rồi mỗi người một tí. Cố gắng, mỗi người một tí cố gắng để cùng với nhau vượt qua chị nhé. Cố lên chị ha. Chương trình Kết nối yêu thương cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đã kết nối các nhà hảo tâm, hội nhóm từ thiện, các đơn vị doanh nghiệp đến khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ thăm hoàn cảnh anh Châu Thành Nghị và gửi tặng anh một phần kinh phí giúp anh có điều kiện chữa bệnh. Thông qua chương trình Kết nối yêu thương, các khán giả truyền hình cũng gửi đến anh Nghị một phần chi phí để anh có điều kiện chữa bệnh, mau khỏe mạnh trở lại. Có cái số tiền này tôi sẽ lo cho chồng tôi bệnh tật này, sẽ đi thăm khám coi là như thế nào và lo cho các cháu ăn học. Thì gia đình tôi rất là cảm ơn các bạn thường quân. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Thay mặt khu phố Phước Lộc, tôi xin chân thành cảm ơn chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các đồng chí đại diện cho Chi hội Phụ nữ phường Tân Phước, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước. Xin cảm ơn rất nhiều. Địa phương chúng tôi tiếp tục cùng với gia đình để hỗ trợ cho gia đình
dù những phần quà lớn hay nhỏ cũng là một sự quan tâm của chính quyền địa phương. Với những cái số tiền như thế này, những phần quà như thế này, gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn, từ khó khăn đi lên trong cuộc sống để lo cho các con đi học. Hỗ trợ cho anh Châu Thành Nghị, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp. Thưa quý vị, trước hoàn cảnh của gia đình anh Châu Thành Nghị thì chắc chắn rằng là cả gia đình anh, chị Ngọc cùng với các con sẽ còn phải nỗ lực rất là lớn thì mới có thể vượt qua những khó khăn ở phía trước, và chắc chắn là họ rất cần sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng xã hội. Chính vì vậy chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia, nâng đỡ của quý vị khán giả. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình của anh chị thì xin quý vị gửi về địa chỉ gia đình anh Châu Thành Nghị ở tổ 11, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoặc quý vị cũng có thể thông qua chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, địa chỉ số 564, đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại để có thể liên lạc là số 0907 831 502. Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phát sóng vào lúc 16:45 thứ Tư và phát lại vào lúc 9:40 thứ Năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và cùng sẻ chia với các hoàn cảnh, các nhân vật mà chúng tôi chia sẻ cùng quý vị. Và chương trình hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.